chào các bé, hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu về truyền thuyết 12 con giáp nhé. Thứ tự 12 con giáp lần lượt là con chuột hay còn gọi là tí, tuổi tí, con trâu hay còn gọi là sửu, tuổi sửu, con hổ hay còn gọi là dần, tuổi dần, con mèo hay còn gọi là mão, tuổi mão, con rồng hay còn gọi là thìn, tuổi thìn, con rắn hay còn gọi là tỵ, Tuổi Tỵ, con ngựa hay còn gọi là Ngọ, tuổi Ngọ. Con dê hay còn gọi là Mùi, tuổi Mùi. Con khỉ hay còn gọi là Thân, tuổi Thân. Con gà hay còn gọi là Dậu, tuổi Dậu. Con chó hay còn gọi là Tuất, tuổi Tuất. Con lợn hay còn gọi là Hợi, tuổi Hợi. Truyền thuyết về 12 con giáp có một câu chuyện rất thú vị về các con giáp được truyền miệng trong nhân gian, từ đời này sang đời khác. Dần dần, câu chuyện này trở thành truyền thuyết về hệ thống các con giáp. Truyền thuyết kể rằng, vào thời thượng cổ, nghĩa là rất rất lâu rồi, khi đó, kiến thức của con người còn hạn hẹp, nên việc xác định thời gian, ngày, tháng rất khó khăn. Vì vậy, Ngọc Hoàng đã nảy ra sáng kiến, là dùng tên 12 con vật để tượng trưng cho 12 tháng trong năm. Điều này sẽ giúp con người dễ dàng nhận biết thời gian hơn. Nhưng, Ngọc Hoàng lại băn khoăn vì không biết nên chọn con vật nào và thứ tự của chúng ra sao. Cho nên, nhân ngày sinh nhật của mình, Ngọc Hoàng đã quyết định tổ chức một cuộc thi để các con vật tham gia bơi qua sông. 12 con vật cán đích đầu tiên sẽ được chọn làm 12 con giáp của năm. Khi tin tức cuộc thi được lan truyền, thì chú chuột nhanh nhẹn thức dậy thật sớm để tham gia vào cuộc đua trên đường đi đến con sông chú chuột tình cờ gặp anh trâu anh hổ và chú ngựa cũng đến tham gia vì thân hình nhỏ nhắn mà chuột không thể bơi qua sông được nên chú chuột nhanh chóng cầu cứu các anh bạn có thân hình to hơn nhưng mặc kệ lời nhờ vả của chú chuột hổ và ngựa đã từ chối và làm lơ chỉ có anh trâu là tốt bụng Đồng ý giúp bé chuột. Bơi gần đến đích, chú chuột nhanh nhẫu nhảy xuống khỏi lưng anh trâu và chạm đích đầu tiên. Tiếp đến là anh trâu về nhì và anh hổ cũng đã về đích thứ ba. Lúc này thì anh mèo cũng đã hoàn thành xong chuyến phiêu lưu của mình và về đích thứ tư. Còn anh rồng thì về đích thứ năm. Mặc dù rồng có thể bay qua sông, nhưng vì dừng lại để giúp đỡ các con vật khác, nên về đích trễ hơn so với dự kiến. Về đích thứ sáu là anh rắn, và thứ bảy lần lượt là anh ngựa. Thật ra trong suốt cuộc thi, ngựa dẫn trước rắn, nhưng khi gần đến đích, rắn bò trường đến, khiến ngựa giật mình và bị khựng lại. Nhờ vậy, mà rắn có thể dẫn trước ngựa ở phút cuối. Vị trí tám là chú dê, thứ chín là anh khỉ, thứ mười là anh gà. Ba con vật này kết thành nhóm nhỏ, cùng nhau chèo trên chiếc bè để thoát khỏi trong rêu vướng biếu. Khi đến được bờ, chú dê được anh khỉ và gà nhường cho vị trí thứ 8 vì tính cách hiền hòa của chú, tiếp đến là anh khỉ thứ 9 và anh gà thứ 10. Về đích vị trí thứ 11 là anh chó vì mãi mê đùa nghịch dưới nước mà anh chó quên mất mình đang trong cuộc thi. Về đích cuối cùng là chú lợn lười biếng tranh thủ ăn và ngủ trong cuộc thi nên đã về đích trễ nhất, thế là 12 con vật lần lượt là con chuột, con trâu, con hổ, con mèo, con rồng, con rắn, con ngựa, con dê, con khỉ, con gà, con chó, con lợn hay còn gọi là con heo, được chọn làm 12 con giáp của năm và cứ 12 năm thì sẽ quay lại vòng tuần hoàn của 12 con giáp, nghĩa là nếu năm nay là năm con chuột, thì 12 năm sau sẽ quay lại năm con chuột. Và 12 năm người ta còn gọi là một giáp. Thứ tự 12 con giáp lần lượt là con chuột, hay còn gọi là tí, tuổi tí, con trâu, hay còn gọi là sửu, tuổi sửu, con hổ, hay còn gọi là dần, tuổi dần, con mèo, hay còn gọi là mão, tuổi mão, con rồng, hay còn gọi là thình, tuổi thình con rắn, hay còn gọi là tỵ, tuổi tỵ, con ngựa, hay còn gọi là ngọ, tuổi ngọ, con dê, hay còn gọi là mùi, tuổi mùi, con khỉ, hay còn gọi là thân, tuổi thân, con gà, hay còn gọi là dậu, tuổi dậu, con chó, hay còn gọi là tuất, tuổi tuất, con lợn, hay còn gọi là hợi, tuổi hợi, đố các bé, năm nay là năm con gì nè. Đến đây thì câu chuyện truyền thuyết về 12 con giáp đã kết thúc. Hẹn gặp lại các bé ở những video sau nhé.